Con mua xúc xích loại vừa vừa thôi nhá. Còn đâu? Để mẹ còn mua thuốc, hôm nay mẹ bị ốm. Không, cái này không đủ đâu. Mẹ đưa hết lại cho con. Xúc xích lấy mới là xúc xích to. Xem tới là khổng lồ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Chị ơi, chị mua rau chị ơi. Mẹ ơi, từ sáng đến giờ mẹ chưa bán được rau à? Chưa con ạ. À. Từ sáng đến giờ chưa có ai mua rau ấy. Chưa, hôm nay con phải mua vở bài tập mới rồi. Mẹ còn tiền để chưa lấy đong gạo này. Con mang đi mà mua vào bài tập nhá. Vâng ạ. Còn tiền đong gạo để mẹ bán rau rồi mẹ sẽ mua rau. Vâng ạ. Chị ơi, tôi có hai cái xúc xích này. Có ăn không? Có. Có cậu ạ. Nhìn Vi với cả chị có xúc xích ngon quá. Mẹ con đi học ra không thì mua. Con đi học cho ngoan nhá. Vâng. Alo ạ. Dạ chào cô giáo. Gì ạ? Vừa sáng sớm tôi đưa tiền cho cậu anh để mua vở bài tập mới. Dạ vâng, chào cô giáo. Mẹ con đi học về rồi ạ. Ô, cả anh học về rồi à? Đây mẹ bảo này nhá. Tại sao buổi sáng mẹ đưa tiền cho con để mua vở bài tập mới, sao con không mua? Cô giáo vừa đợi cho mẹ đây này. Sáng mẹ đưa cho con tiền nhưng con mẹ đói quá nhưng con mua xúc xích rồi. Thôi được rồi, từ ngày mai mẹ sẽ đổ đồ ăn sáng con ăn nhá. Thôi giờ con về là công giúp mẹ, mẹ mua gạo rồi đấy. Vâng ạ. Con chào mẹ. Sáng nay từ dậy muộn chưa kịp ăn gì, đói quá. Xúc xích lắc đây này. À Duy ơi, thì có đợi để cho có anh không? Ôi, con nhằng nhẽo như thế sao mà chơi với bọn mình được. Với cả mình cho có anh thì có anh làm gì có cái gì mà cho lại. Vì có xúc xích lắc ngon chưa kìa. Mẹ ơi con đi học đây. Mẹ ơi con đói quá. Nhưng vừa sáng nay mình nấu đồ ăn cho con ăn mà còn gì. Mà con lại đói tiếp rồi. Mẹ cho con tiền để mua đồ ăn đi. Ừ, để lần sau mẹ sẽ nấu nhớ con ăn nhá. Để bây giờ mẹ sẽ cho con tiền mua bánh mì nhá. Ăn bánh mì khô nó không ăn được đâu. Con phải ăn cái gì nhanh nhanh nào, không thì muộn học đấy. Thôi con chịu khó nhá, nhà có hai mẹ con phải thương mẹ chứ. Tao còn bồi ấy. Nhưng mà hết rồi. Vì tớ ăn hết luôn rồi. Ừ, không có cái cho cậu đâu. Này, tớ cũng có à. Mấy giả xúc xích lắc ngon.
bằng cậu ơi. Nhà nghèo mà cậu còn sang thế nhở? Nặng luôn đấy. Thôi đi học đi. Để muộn. Nhà nghèo này vì khuê nhở. À mạnh sẽ một chút sẽ khổng lồ. Có thêm. Vì có chút dịch vào đấy. Kiều Anh ơi, mang roi cho mẹ. Mẹ ơi, hôm nay con có bài kiểm tra. Con đi học luôn đây ạ. Mẹ cho con tiền để con đi mua chút sách. Đây con mua chút sách lại vừa vừa thôi nhá. Còn đâu, để mẹ còn mua thuốc. Hôm nay mẹ bị ốm. Bán hết rau thì mẹ mua sau. Con đi học đây. Con đi học nhá. Có anh đâu nhỏ. Để bận cho cậu anh thêm xúc xích khống rồi cho cậu anh xúc thêm. À, vì xúc xích kia rồi. Úi giời, có xúc xích bé tí. Xem tới là đây là loại to nhất rồi đấy, làm gì có loại to hơn đâu. Xem là sợi vẹt lâu này. Ui ui, xúc xích siêu to khổng lồ. Ui to đấy nhở, mình mới hoang lắm. Ui to thế. Mình ăn hết thôi. Hàm nào này á, phải 5 người mà ăn hết được. Mình ăn hết này. Không đâu. Các bạn, con mua xúc xích khổng lồ là mẹ hết tiền để mua thuốc ạ. Thôi, con gái biết nhận lỗi thì là tốt lắm rồi. Lần sau, mình cứ thấy nữa nhá. Vâng ạ. À, con có xúc xích khổng lồ, con mang ra cho mẹ ăn này. Đây, mẹ ăn đi. Cần tiền, đồ ăn trưa thì mẹ đi mua thuốc nhá.